Xin chào cả nhà, Happy July 4 nha. Thì ngày hôm nay thì Dô muốn làm một cái video và nói về cái tình hình mà trong cái thời gian gần đây đó, đặc biệt là ngày hôm qua và ngày hôm nay là cái lễ Independence ở bên Mỹ nè. Thì nó là một cái lễ rất là lớn. Thì nhiều người người ta đi chơi, người ta đi shopping này kia. Thì có rất là nhiều người bị bắn vào cái sáng sớm, rất là sớm nha, rất là sớm ngày hôm nay. Và đặc biệt là ở tiểu bang của Vô á, là cái ngay cái thành phố cũ mà trước đây Vô ở nè, thì có một người bị giết và ba người bị thương đó, còn một người kia thì chết rồi. Thì cái người bị bắn này á, là ở tại thành phố Jackson của bang Mississippi nha mọi người, nó là thủ đô. Thì không biết cái nguyên nhân là tại sao mà cái ông này bị bắn, nhưng mà ổng đã chết tại chỗ, và còn ba người còn lại là đều bị thương và được đưa vào bệnh viện. Thì ba người bị thương đó là một người phụ nữ và hai người đàn ông. Thì cũng không biết là tại sao, có thể là do những cái thành phần mà giống như là nó quá khích hoặc là nó chống đối với Mỹ trong cái thời gian này nè, cho nên nó đi vòng vòng nó bắn người như vậy đó. Thì đó là về tiểu bang của Vô. Thì để Vô lấy cái bản tin cho mọi người coi nha. Thì đây ha, đây là một người bị giết và ba người bị thương ở bang Mississippi nha mọi người. Rồi còn cái vấn đề thứ hai nữa là cũng ở một cái trong ngày hôm nay, khuya từ hôm qua cho đến sáng sớm ngày hôm nay, là có rất là nhiều người bị bắn nha mọi người. Nhiều người vô tội bị bắn lắm mà họ không biết là nguyên nhân là tại sao mình bị bắn, nhưng mà rất là tội. Bởi vì có một vụ là ở bên bang Alabama, là từ bên mình chạy qua bên đó khoảng 2 tiếng 2 tiếng rưỡi, thì có một cái gia đình là họ đi vô cái Alabama Mall đó, họ mua sắm đồ đạc này kia, giống như là mình đi vacation thôi. Thì một đứa bé 8 tuổi, một đứa bé trai 8 tuổi là bị bắn chết. Rồi một đứa bé gái và cha mẹ của nó thì cũng bị bắn luôn, nhưng mà nhập viện. Còn cái tình hình mà sống chết thì sao thì để Vô sẽ cập nhật tối nay thì hoặc ngày mai Vô mới biết. Rồi ở bên Chicago cũng là cái ngày hôm nay luôn, cũng là ngày hôm nay, là sáng sớm ngày hôm nay luôn, thì có 20 vụ bắn nhau và có 3 người chết nha mọi người. Rồi một cái cũng đồng cái thời điểm đó luôn, thì có 5 người bị bắn ở Detroit, Michigan nữa. Rồi nguyên cả gia đình luôn nha mọi người, có đó là cha mẹ nè, rồi ba đứa con luôn, bao gồm cha mẹ và ba đứa con. Thì họ bị bắn vào khuya, hình như là khuya thứ sáu, chạy trên đường như nè, rồi họ bị bắn. Và mình đọc tin tức á, thì mình biết là cái người bắn á, là một cái thành phần mà giống như là khi mà mình lái xe rồi, cái người đó mà họ cảm thấy không hài lòng với cách lái xe của mình thì họ chặn đầu xe rồi họ bắn mình thôi. Thì cha mẹ đều bị bắn và ba đứa con cũng bị bắn luôn nha mọi người. Thì tình hình ở bên đây á, mình khuyên mọi người thì nên cẩn thận, đặc biệt là vườn người Việt Nam mình, tại bây giờ mình không có biết là cái bọn mà nó đi vòng vòng nó mua súng nó bắn người như vậy là cái thành phần nó như thế nào. Mình không có thể nào mình nói đen hay là da trắng hay là như thế nào, mình không có thể nói được. Nhưng mà nói chung là mình nghĩ các bạn nên cẩn thận, bởi vì ngay cái lúc này nè, ngay cái thời điểm này nè, là Vô cảm thấy là cái nước Mỹ này nó đang rất là rối rắm. Thì các bạn nếu mà có đi mua sắm hoặc là đi đêm hay này kia thì mình chịu khó cẩn thận một chút xíu, giống như nhầm trước ngó sau. Với mình, theo lời khuyên của mình thì mình nghĩ các bạn cũng nên hạn chế đi lại trong cái thời gian này, bởi vì cái thời gian này là hầu như nó rất là bất ổn tại cái nước Mỹ này. Thì đó là một cái thông tin của ngày hôm nay Vô muốn chia sẻ với mọi người, để ngồi mọi người biết là cái tình hình ngày 4 tháng 7 này là nó giống như là nó rất là lộn xộn, có nhiều người bị bắn mà những người đó đều là những người vô tội hết, không có thù hằn gì với nhau hết nha mọi người. Thì
Tối nay lúc 9 giờ thì bên tiểu bang của mình nó sẽ có bắn pháo bông, và mình sẽ đi coi bắn pháo bông với chồng mình nếu mà không có mưa nha. Nhưng mà mình không có chen vô chỗ đông, thì mình chỉ đi lại cái công ty mà cái building mà chồng mình làm á, thì tôi sẽ đứng từ đó và quay video và cho mọi người xem nha. Ok, rồi bye bye cả nhà nha. Thì đó là một chút cái thông tin mà vô đọc được cái ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay, và vô quyết định là làm cái video nhỏ này để chia sẻ cho mọi người biết là cái tình hình ở bên Mỹ bây giờ nó rất là không có được ổn định. Thì vậy nha. Rồi chúc cả nhà một ngày vui vui vẻ nha. Ok, bye bye.